Chị ơi. Dạ. Cho tôi lấy cái áo này, gói lại giùm tôi nha. Quý khách có cần gói cho hộp quà không ạ? Y, cái áo này đẹp nè, lấy tôi cái áo này. À, em xin lỗi nhưng mà chị này đã lấy trước rồi. Chưa có trả tiền mà, tính tiền cho tôi đi. Cái gì vậy? Cướp đồ của ai vậy? Chưa có tính tiền mà. Rút. Qua đây coi nè, con nhỏ nhà quê nhã đang giành đồ của tôi nè. Tôi nhớ ra cô rồi. Cô là bạn thân của Hải Vi đây mà. Nhã Đan, em gái nuôi của Hải Vi đúng không? Chị thanh toán giùm tôi. Chị ơi, em xin lỗi, cạc này không thanh toán được. Gặp chị là chị quê lắm luôn đó em. Tưởng á, là đi nước ngoài mấy năm về có gì khác. Ai ngờ đâu á, đúng là cái mùi quê mùa không thể bớt đi được. Thiệt á, tội nghiệp cho Hải Vi, có một người em nuôi như cô ta á. Giờ không có tiền mua để tôi mua cho. Làm gì vậy? Cái thẻ không giới hạn đó coi chừng là thẻ giả đó nha. Đúng rồi đó chị, chị kiểm tra kỹ nha. Dạ chị ơi, thanh toán xong rồi ạ. Dạ chào chị ạ. Đọc tin nhắn gì mà sao anh có vẻ vui quá vậy? Trừ tiền trong tài khoản. Anh Bách ơi. Tôi xin lỗi, tại tôi vào mà không gõ cửa. Là tôi quên khóa cửa. Tìm tôi có việc gì? Khoan, đừng mặc. Hả? Tôi có mua quần áo mới cho anh. À mà không, thực ra là tôi đi mua quần áo cho Bánh Bao. Tôi thấy một bộ hợp nên mua cho anh luôn. Ừ. Vậy sao? Ừ, mà tôi dùng thẻ của anh. Nhưng nếu không thích anh có thể đổi lại được. Tôi rất thích. Anh còn chưa nhìn mà. Thôi anh thử luôn đi. Bánh Bao. Cô đang có mua đồ mới cho con đó. Con đi thử nha. Đi thôi. Thấy thế nào? Rất đẹp trai. Thêm bông hoa hồng nữa là thành chú rể rồi. Bánh Bao, con thấy ba làm sao? Đúng là tôi có mắt nhìn. Với lại anh mặc gì cũng đẹp nữa. Sau này anh mặc ít đồ đen thôi. Cho nên sau này thấy cái nào hợp ý, cô mua giúp tôi. À, Bánh Bao, con đứng cạnh ba để cô đang chụp hình cho. Hai cha con cười lên nha. 1, 2, 3. Rồi, một tấm nữa nè. 1, 2, 3. Hai cha con ngồi xuống. Hai cha con ngồi xuống đi. Nhìn cô nha. Hai cha con cười đi. 2, 3. Được rồi, đẹp quá.
để tôi gửi cho anh nha. Chụp đẹp lắm. Dĩ nhiên, kỹ thuật của tôi tốt mà. Với lại người mẫu cũng đẹp nữa. Wow. Wow, cháu ngoan của mình thật đáng yêu. Con trai của mình thật đẹp trai. Gia Bách, là ai mua cho con vậy? Là cô gái mà con thích hả? Dạ. Wow, con đưa tay như vậy rất dễ thương. Tắm đây nữa nè. Anh cũng là do cô gái đó chụp sao? Dễ thương chưa? Dạ. Trời ơi, đúng là chị dâu tương lai có khác. Lần trước em mua cho anh một bộ y hệt mà anh còn không thèm nhìn nữa. Đón xem Chọc Tức Vợ Yêu lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel. Xem ngay ngoài hàng Anh combo Vion VIP và 4 kênh cá cược chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.